Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với channel của mình là Lập Su Tiki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngôi trường mà mình đang học, đó chính là ngôi trường Villager High School. Yeah, đây chính là một ngôi trường cấp 3 vô cùng hiện đại các bạn ơi. Phòng ốc thì rất là khang trang luôn. Và đây có là một lá cờ đó các bạn ơi. Và đây chính là một cái khu để gửi xe này, có rất là nhiều xe đậu đây. Và có một bác đang canh giữ kìa. Và ở đây thì có rất là nhiều học sinh luôn. Ở đây có là Harry, Todd và Chase. Và bên trong thì còn rất là nhiều bạn học sinh khác nữa. Và trước cổng thì có cái ông bảo vệ này. Đây chính là những học sinh mới nè các bạn, đang cầm sách nè các bạn ơi. Đây là một bạn nữ này. Wow, bạn ấy dễ thương chưa kìa. Và đây chính là Miss Lee. Để một tí nữa mình sẽ quay lại hỏi chế nha. Bây giờ mình sẽ lên trên. Wow, mấy bạn này có bộ đồ chiến binh nè các bạn ơi. Các bạn nào biết mấy bạn này là chiến binh gì ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Wow, bộ đồ này rất là ngầu luôn kìa. Mình ước gì mình sở hữu được một bộ đồ giống như vậy các bạn ơi. Wow, ngầu chưa, ngầu chưa. Để mình cùng các bạn khám phá tiếp ngôi trường của mình nha. Đây chính là một bạn có đôi cánh rất là đẹp luôn. Bên trong này còn rất là nhiều bạn học sinh đang đang chơi đồ, các bạn đang mở cửa kìa. Mình sẽ đi vào đi. Bên trong mấy bạn này đang làm gì ta? Đây chính là toilet các bạn ơi. Đây chính là toilet nha. Rồi mình sẽ đi ra đi. Và đây có một bạn nữ nữa nè. Mấy bạn nữ đây cực kỳ dễ thương luôn các bạn ơi. Và đây chính là nơi để chúng ta có thể nhìn ra bên ngoài ấy. Rồi mình sẽ không ở đây nữa và đi khám phá tiếp ngôi trường của mình. Và bên đây hình như vẫn còn đường hay sao á các bạn ơi. Ở đây chúng ta có thể học ở rất nhiều lớp học luôn. Hình như đây là phòng ăn uống. Đúng không ta? Không, đây chính là lớp học các bạn ơi. Ở đây là bảng này, bục giảng này. Và đây chính là những loại khoáng sản ở trong Minecraft này. Bàn ghế thì rất là đầy đủ luôn. Wow, nhưng mà mình thắc mắc ở trong trường là tại sao lại có TNT nha. Uầy, căng thẳng thật đấy. Rồi, giờ mình sẽ lại đây để hỏi cho con luôn nha. Rồi, đấy. Giờ mình sẽ bắt đầu lớp học luôn. Mình coi coi mình sẽ chọn cái khóa học nào nha các bạn. Ở đây có 4 cái khóa học. Đầu tiên là khóa học để nấu ăn này, khóa học đào mai, khóa học xây dựng và khóa học dùng để chiến đấu. Hôm nay ngày đầu tiên chắc mình nghĩ nên học nấu ăn đi nhờ. Nấu ăn nha. Ok, giờ mình sẽ vào cái khóa học nấu ăn luôn. Đó. Rồi mình sẽ bắt đầu khóa học nấu ăn. Đây, mình có lúa này, mình sẽ trao đổi với cái Dr. Dotty. Đấy. Rồi. Mình đã hoàn thành được cái bài học thứ nhất rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ đến bài học thứ hai nha. Mình sẽ lấy mía đường và craft thành đường A. Vậy là mình cần phải thu thập 100 đường các bạn ơi. Wow, 100 đường à. Ở đây có mía này. Mình sẽ lấy hết này luôn. Wow, mình sẽ thu hoạch mía để có thể chế tạo ra đường nha các bạn. Ở đây mình có 30 rồi này, để cho nó reset lại. Đây, reset lại rồi. Đó, chúng ta có thể lấy thoải mái ở đây luôn. Đấy. Đây mình còn nữa. Rồi 50 mấy cái các bạn ơi. Wow, ở đây có nhiều bạn đang kiểu như đang học cái học nấu ăn giống như mình này. Đó, thu hoạch bí ngô rồi thu hoạch lúa kìa. Mình chưa đủ 100 đâu. Rồi mình sẽ lấy hết chỗ này rồi quay qua bên bển này rồi chế tạo đường rồi trao đổi với bác ấy nha. Được rồi này, giờ mình sẽ đổi ra đường. Đó, được 6 mấy rồi. Wow, như đây là dư luôn. Rồi mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở đây nha. Good job, bác ấy khen mình kìa các bạn ơi. Rồi mình sẽ đến lớp tiếp theo nha. Rồi giờ mình sẽ thu hoạch bầu. Mình sẽ lấy cái tô tô có thể grab từ mấy cái khối gỗ này khi mà chúng ta chặt cây trên những cánh đồng rồi. Ok, mình sẽ bắt đầu đi lấy gỗ và cũng như là chế tạo những cái tô nha. Đây có cây này. Rồi giờ mình sẽ chặt cây thôi. Như chặt cây hơi lâu các bạn ơi. Đúng rồi, chặt cây hơi lâu nè. 50 cái tô á. Nhưng mà ở đây mấy thầy cô không cho mình cây rìu. Phải cho mình cây rìu thì mình chặt còn nhanh được, chứ mình chặt đấm bằng tay này biết chừng nào mới xong các bạn ơi. Nhưng mà chắc đây là cứ như là đang thử thách mình đấy các bạn. Đây là cái trường học Minecraft mà thành ra sẽ thử thách mình để giúp chúng ta bớt nớp đi ấy. Tại vì mình cực kỳ nớp luôn, phải đi học các bạn ơi để cho nó đừng có nớp nữa. Đó, hy vọng sau cái khóa học này ấy, mình sẽ trở thành một bro, không còn bị chê là nớp nữa. Rồi mình sẽ lấy một khúc nữa coi để coi chế tạo được chưa nha. Ở trên này có sẵn cái bàn chế tạo cho chúng ta craft này các bạn ơi.
Đây là bác đầu bếp Jepson. Yay. Ở đây có bảng chế tạo, mình sẽ craft thử nha. Đây mình sẽ đổi ra gỗ và chế tạo tô. Đủ tô nè. Rồi giờ mình sẽ nói chuyện với bác Dotty nha. Đây thành rồi. Đây bác ấy đã khen mình rồi, mình đã hoàn thành cái bài học thứ ba. Giờ mình sẽ tới cái lớp tiếp theo nào. Giờ mình sẽ chế tạo 50 cái bánh mì. Wow, 50 cái bánh mì là các người, mình cần phải thu hoạch lúa ấy. Mà mấy bạn này thu hoạch lúa quá trời, không biết sao mình thu hoạch lại nữa. Tại vì ba cái lúa này mới chế tạo được một ổ bánh mì ấy. Ui, ok, giờ mình sẽ tranh thủ mình giành giật mấy bạn này mới được. Mấy bạn này thu hoạch quá trời luôn này. Mình không biết mình thu hoạch lại mấy bạn này không nữa, mình được 2 ổ bánh mì rồi đó. Rồi. Được đó. Lụm một cái nữa, lụm một cái nữa. Yeah, cố lên. Ủa, đầy quá trời bạn thu hoạch mía bên kia kìa. Bạn này như là hoàng gia sao các người? Phải bộ đồ hoàng gia không ta? Mấy bạn này mặc đồ sang trọng quá các người, của mình mặc cái quần mặc quần satin à. Mấy bạn này tính ra nhiều bạn trong hoàng gia lắm nè các bạn ơi. Mình mặc đồ satin quá, không biết có được học chung với mấy bạn ấy nữa. Mà mình nghĩ đây sẽ kiểu như công bằng các bạn ơi, ai cũng có thể được học cái lớp học Minecraft đây. Thầy cô đây mình nghĩ sẽ rất là thân thiện luôn. Rồi, giờ mình sẽ thu hoạch thêm một lô ở đây. Yay. Bạn ấy thu hoạch chung với mình kìa. Ok, chào bạn. Bạn này học tới cái khóa học thứ 9 rồi kìa. Mình mới học tới khóa học thứ 4 hả. Mấy bạn này hay thật nha. Tại vì mình là học sinh mới các bạn ơi, cho nên chưa có học tới khóa học đây. Sẽ cố gắng để đuổi kịp cho bạn ấy nha. Đây, sẽ thu hoạch thêm một ít nữa. Ở đây nữa này. Bên đây. Vậy được ba cái lúa rồi. Thì mình cần phải thu hoạch rất là nhiều luôn để có thể chế tạo được 50 ổ bánh mì. Wow. Rồi, thu hoạch thật là nhiều luôn. Mình sẽ craft thêm một ít đi. Đây, sẽ cho vào đây và chế tạo bánh mì nha. Mới được có 14 ổ bánh mì à các bạn ơi. Thu hoạch cả buổi trời mà mới craft được có 14 ổ bánh mì à. Ok, giờ cố lên. Đấy, thu hoạch thật là nhanh luôn. Không cho mấy bạn này thu hoạch kịp luôn. Đấy, mình sẽ chạy nhanh lên một xíu. Còn cái nó dự chính là mình sẽ thu hoạch liền nha, để không thôi mấy bạn này sẽ giành của mình ấy. Đó, thu hoạch. Thu hoạch hết luôn. Rồi, đây nữa nè. Đây nữa nè. Rồi, sẽ chế tạo. Mình thu hoạch một miếng là mình chế tạo liền á các bạn ơi. Mình biết khi nào vừa đủ là mình sẽ quay lại hoàn thành nhiệm vụ cho cái bác Dotty liền. Đó, để không thôi bác ấy chờ nữa. Đây, sẽ thu hoạch ghiếc lên nha. Đây nữa nè. Chạy nhanh lên. Đấy. Mấy bạn này đứng yên một chỗ thu hoạch luôn kìa. Mình phải chạy tới chạy luôn mình mới giành kịp với mấy bạn này á các bạn. Rồi. Bên đây. đây nó tranh vừa chính là mình sẽ thu hoạch nha. Chính đi chính nó. Ui vậy mà mình còn thu hoạch không kịp với mấy bạn này luôn ấy. Mấy bạn này nhanh thật đấy các bạn ơi. Rồi. Lẹ. lúa đây lớn nhanh thật các bạn ơi. Phải bình thường mà lúa lớn nhanh gì thích nha. Mới một xíu à nó đã lớn rồi này. Nó thu hoạch nè. Rồi sẽ cầm lại hai cái này nó lớn là mình sẽ thu hoạch nè. Ui, bạn này nhanh thật ấy, vừa chính là bạn ấy thu hoạch liền luôn kìa. Rồi, mình được hai mấy cái rồi, mình sẽ đi grab thêm nha. Đây, được 31 ổ bánh mì rồi. Yeah, cố lên. Đó, sẽ cố gắng thu hoạch thêm một ít nữa. 20 ổ bánh mì nữa thôi các bạn ơi. Tại giờ bạn này dễ thương nữa nè, bạn này bạn nữ sao này. Tóc dài kìa các bạn ơi. Wow, công nhận ở trường này có nhiều bạn nữ kìa luôn ấy. Chứ trường cũ mình không có nhiều bạn nữ như vậy đâu. Đây, bằng bạn đó nè. Wow, để có gì mà một tí nữa mình tìm cách mình làm quen với mấy bạn nữ này nha. Ở dưới quê lên thành phố học nhưng mà gặp được mấy bạn nữ này dễ thương cực luôn các bạn ơi. Giờ qua đây rồi ui tranh thủ ui bạn này dành của mình rồi, mấy bạn này dành của mình hết trơn à. Mấy bạn này ở thành phố quen rồi, thành ra mấy bạn thu hoạch rất là nhanh luôn. Mình lên đây mình bỡ ngỡ mình không biết sao thu hoạch cho kịp nữa, mới có 15 cái. Ui thu hoạch lẹ. Ui đó, được một cái nữa. Bên đây 18 cái rồi. Mình sẽ grab thêm một ít ổ nữa. Tranh thủ. Đây, được 37 ổ rồi. Có lên 13 ổ nữa thôi. Đó, ở đây có cái đặc điểm mà mình không thể nào làm hư ruộng nữa. Đây, rất là hay luôn. Ruộng đây trồng kiểu như kỹ thuật hiện đại các bạn. Mình dẫm lên nè, nó không bị hư luôn. Đấy, rất là hay. Rồi, giờ mình sẽ cố gắng thu hoạch thêm một ít nữa nha. Ui, bạn này đứng yên rồi, bạn này thu hoạch xong lại đứng yên rồi. Rồi, bạn đó trùng bước sớm thế. Đó, thu hoạch hết ở đây. Bên đây, đừng thu hoạch nữa, để một mình thôi. Nó thu hoạch cho nó nhiều các bạn ơi, chứ nhiều người quá mình giành không lại đâu. Mấy bạn này thu hoạch nhanh lắm. Đó, thu hoạch ở bên đây, thu hoạch bên đây nữa nè. Bên đây nữa. Đâu. Nãy giờ mình khá là mất thời gian với cái việc thu hoạch lúa này các bạn ơi. Thì lúa có cái khu ruộng chút xíu mà có mấy chục bạn vào thu hoạch luôn. Giờ mới vắng lại một xíu ấy. Lúc nãy mình thu hoạch không kịp với mấy bạn này luôn. Đây, thu hoạch lẹ. Rồi, bên đây rồi, bên đây nữa. Rồi, chế tạo. Thì dặm là đủ nha, được 8 ổ nữa. Rồi, 5 ổ cuối cùng thôi. Cố lên, 5 ổ cuối cùng. Thu hoạch tiếp. Rồi, sắp hoàn thành rồi, sắp được học cái khóa học mới rồi các bạn ơi. Một cái cuối cùng. Đây, yeah, vừa đủ rồi. Vậy là mình đã hoàn thành cái bài học ngày hôm nay rồi. Mình sẽ lại nhận nhiệm vụ với bác Dotty nha. Đây, hoàn thành. Búp.
Yeah, bác ấy lại khen mình nữa. Sau mỗi lần hoàn thành á các bạn thì bác Lotte sẽ khen thưởng mình, kiểu như là để khích lệ mình có thể kiểu như là hoàn thành tốt cái bài tiếp theo ấy. Rồi giờ mình sẽ cần thu hoạch 30 cái dưa hấu. Ui cái block dưa hấu các bạn ơi, là nguyên một trái luôn ấy. Ô nguyên một trái dưa hấu á. Đấy, giờ mình sẽ qua đây thu hoạch. Mình thu hoạch không biết bạn này bạn nam bạn nữ ta. Ô bạn này là bạn chi bạn chim cánh cụt. Thôi kệ đi. Thu hoạch chung với bạn ấy cũng không sao đâu. Đó, cùng nhau thu hoạch đó các bạn. Hey, mình sẽ đứng đây và thu hoạch thôi. Đó, ở đây thì chỉ có mình và bạn chim cánh cụt này là thu hoạch dưa hấu thôi, thành ra không có bị giành giật nhiều các bạn ơi. Đó, ta hồ mà thu hoạch luôn. Đây 50 block hơi bị nhiều cái dưa hấu này luôn nha, tại vì mà chính cái dưa hấu ấy thì mới grab được một cái block dưa hấu thôi các bạn ơi. Đó, ở đây có rất là nhiều này. Rồi, cùng nhau thu hoạch thôi. Wow. Và nhìn xung quanh đây, rất là nhiều bạn nữ luôn. Hình như cái khóa học của mình ấy là nhiều bạn nữ hơn mấy cái khóa học khác hay sao các bạn ơi. Mình nhìn sơ qua trong đây toàn là mấy bạn nữ thôi. Để mình chút nữa mình coi có khóa học nào mình được làm bài chung với một bạn nữ nào không nha. Để có gì mình làm quen với bạn ấy các bạn. Có bạn khỉ nữa kìa. Có bạn khỉ xanh nữa. Wow. Rồi. Vậy ui kìa, có bạn kia đội mũ rơm nữa kìa. Hay nhờ. Bạn đó có mũ rơm đẹp ghê luôn á các bạn ơi. Rồi, giờ tranh thủ qua đây làm thêm một ít nữa đi. Đó, rồi, bạn kia đi rồi, bạn chim đánh cục đi mất tiêu rồi, còn có mình đây à. Có 30 block thôi các bạn ơi, chứ phải 50 block. mày quá, 30 thì được. Đấy, cũng nhanh mà. Rồi, tranh thủ đập thôi. Đó. Và ở đây thì thầy cô sẽ cho mình một cái kính này để chúng ta có thể nhìn xuyên màn đêm luôn, rất là tiện luôn các bạn ơi. Đó. Ở đây, bên đây và bên đây. Bạn này nè, bạn này làm chúng mình nè. Chào bạn. Chào bạn. Gì lần này mình được làm bài chung bạn nữ nè các bạn ơi. Nhà quê mới lên không biết có làm quen được bạn này không nữa. Ôi bạn kia đi mất tiêu rồi. Thôi kệ không sao đâu, một mình làm cũng được mà. Tranh thủ mình làm viết cái bài tập này, mình sẽ qua cái bài tập khác thì vọng sẽ được làm chung với một bạn nữ khác nha. Mình được 20 block rồi này. Cố lên 10 block nữa thôi thì chúng ta có thể đã hoàn thành cái bài học ngày hôm nay rồi. Hôm nay mình sẽ cố gắng làm tới bài thứ mấy ta? Bài thứ 7 hay bài thứ 8 gì đi. Đấy, một ngày mình làm chừng 7-8 bài như vậy ấy thì mình sẽ nhanh chóng trở thành kiểu như là tốt nghiệp cái trường này các bạn, và không còn được gọi là nớp nữa. Chúng ta sẽ được có kiểu như cái bằng khen ấy, và cũng như là một cái bằng chứng nhận không còn nớp. Từ đây thì mình sẽ không còn bị mọi người chê là nớp nữa rồi. Yay, cố lên. Vì mục tiêu thoát nớp các bạn ơi. Đấy, rồi, mình sẽ thêm một cái nữa. Rồi, bằng bảnh grab thôi. Hy vọng là đủ nha. Rồi bên đây, còn bốn trái nữa, cố lên, 4 trái nữa thôi. Yeah, 4 trái nữa. Rồi, một tí chắc mình sẽ tới cái bài bí ngô sao các ngươi, tại vì cái chỗ thu hoạch dưa hấu cũng kế cái chỗ thu hoạch bí ngô này. Ở dưới có mấy bạn kia đang làm bài tập chặt gỗ giống mình hồi nãy kìa. Mấy bạn kia có bạn bài tập 10, bài tập 3, còn mình chỉ mới bài tập 5 thôi. Ở đây có bạn nào bài tập cao không ta? Bạn này bài tập 9 luôn rồi, bạn này đi lấy sư bò hay sao các ngươi? Hay nha, rồi mình dư luôn rồi. Rồi nhận nhiệm vụ với bác Doctor Doty thôi. Yeah. Rồi, đó, bác ấy lại khen mình nữa. Rồi giờ mình sẽ tới bài tiếp theo, đó chính là lấy 15 cái pumpkin pie. Vậy là mình cần phải chế tạo cái bánh bánh bí á các bạn ơi. Bánh bí gì là mình cần phải lấy cái bí này trước cái đã. Và mình coi công thức là sao ta. Lấy đường và trứng nữa. Trứng ở đâu ta? Đây, trứng gà nè. Trứng gà là mình phải đợi à. Phải không ta? Làm sao mình lấy trứng gà nhờ? Hay là phải đợi gà bé gà đẻ ta? Chắc vậy á các bạn ơi. Cần đợi bé gà đẻ rồi. Bánh bí gì là cần bí ngô này, đường và trứng. Hay là còn cách khác để lấy trứng ta? Sao mấy bạn này lấy? Được nè. Thì ra phải nhấp vô bé gà các bạn ơi. Thì ra là vậy. Rồi, mình đã có đủ trứng rồi. Giờ mình sẽ đi lấy mía nha. 15 cái mía nữa để làm được 15 cái bánh bí ngô các bạn ơi. Đấy, 14 rồi, một cái cuối cùng. Rồi. Lẹ. Xuất hiện. Anh đây rồi. Giờ mình sẽ lấy thêm 14 cái bí ngô nữa là làm được 15 cái bánh bí và xong cái bài tập thứ 6 rồi. Yeah. Xong. Bạn này lấy của mình rồi. Bạn đó tới bài 9 luôn rồi kìa. Wow. Rồi mình sẽ lấy một cái nữa để mình hoàn thành cái nhiệm vụ nha. Đây. Không, cái này mình cần đổi ra đường nữa. Rồi, 15 cái bánh bí. Rồi, lại nhận nhiệm vụ với bác Doty thôi. Đây. Bác ấy lại khen mình nữa. Yeah. Rồi, tới bài thứ 7 này. Mình cần làm 15 cái bánh kem. 15 cái bánh kem á. Bác ấy cho mình 3 cái xô, vậy là mình cần phải đi múc sữa các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ đi lại đằng kia rồi múc sữa nha. Đây, sữa. Được 3 xô sữa.
Rồi tiếp theo là bánh kem. Để mình coi coi công thức của bánh kem là gì ta. Cần cần phải có bàn chế tạo các bạn ơi. Đây, bánh kem là cần hai đường một trứng và ba lúa. Hai đường một trứng ba lúa. Ồ, lúa ba lúa đúng không? Hai đường và một trứng. Rồi mình cần chế tạo bao 15 cái bánh kem á, vậy là cần 15 cái trứng này. Đây mình sẽ 15 cái trứng. Rồi lấy trứng lại lên. Đấy, ui 16 cái trứng. Chả là một cái trứng đi. Rồi tiếp theo là hai cái đường đúng không? Đây hai cái đường và được một cái bánh đầu tiên rồi. Mình nớp cho nên làm hơi chậm các ơi, mấy bạn kia làm quá trời luôn rồi kìa. Mình sẽ lấy thêm lúa nha, lấy thật là nhiều lúa luôn. Đó, mấy bạn này hình như qua cái bài tập 1 hết hay sao rồi, giờ ít thu hoạch lúa lại các bạn. Lúc đầu ấy mình thu hoạch lúa không lợi mấy bạn này luôn, ai cũng tranh nhau mà lấy lúa hết đây. Rồi. Giờ sẽ lấy thật nhiều lúa luôn. Đó. bạn này đứng ở dưới rồi không chịu lo làm bài tập mà ngồi dưới rồi kìa, mấy bạn này lười quá à. Phải siêng năng lên, mấy bạn này vô trường cấp 3 mà mấy bạn vậy là không được rồi. Rồi, mình sẽ lấy cái này. Wow, nhiều bạn đang làm bài tập làm bánh kem hay sao ấy. Gặt lúa quá trời luôn này. Rồi, cầm này được rồi đấy. Giờ mình sẽ đi múc sữa nha. Tại vì có ba cho có 3 xô sữa các bạn ơi. Thành ra múc hơi lâu, mình phải làm từng cái một. Rồi, giờ mình sẽ chế tạo thêm một cái nữa. Đó, được hai cái bánh rồi. Giờ mình sẽ ui, à mình còn thiếu mía. Không, sao không thiếu được. Ở đây gặt một xíu là được à. Ở đây có rất là nhiều mía cho mình gặt luôn. Đó, giờ mình sẽ lấy 30 cái mía luôn. Đổ hết ra đường nha. Tiếp theo là bánh kem. Yay. Được hai cái rồi, cố lên cố lên. Đó, mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt cái bài tập này trong ngày hôm nay nha. Rồi mình cần phải lại đây à búp yeah. Giờ chỉ cần lên, chủ yếu là đi lấy sữa thôi các bạn ơi, mất thời gian ở công đoạn lấy sữa thôi. Phải chi các bạn chế tạo được đặt gần cái bé bò sữa ấy thì hay biết mấy nha, chúng ta có thể thoải mái để lấy sữa luôn. Bốn cái gần hoàn thành rồi búp. Bạn này đang làm bài tập 6. Bạn ấy chưa xong cái bài tập nữa này. Bạn ấy làm hơi chậm nhờ. Vậy là mình tiến bộ bạn kia rồi. Mình làm kiểu như là sao bạn ấy nhưng mà mình lại có cái bài tập 7 rồi, bạn ấy mới bài tập 6 thôi. Yay. Đó, không biết như vậy thì thầy có khen thưởng không ta? Hy vọng khi mình kiểu như là tiến bộ các bạn thì thầy sẽ khen thưởng ấy. Đó, mình đã được 6 cái bánh kem và mình sẽ lấy thêm 9 cái nữa. Ui, hơi bị nhiều luôn ấy. Còn phải đi 9 vòng nữa các bạn ơi. Không sao đâu. Cái này mình vừa có thể là học nấu ăn này, vừa có thể luyện sức khỏe nữa tại vì mình chạy nhảy rất là nhiều luôn. Rồi, mình sẽ lấy thêm đây. Mà quay trở lại để chế tạo thêm nha. Và để coi coi. Các bạn thấy không? Cái lớp của mình chủ yếu là mấy bạn nữ thôi. Yeah, may mắn thật. Nhưng mà mấy bạn này chủ yếu tập trung lo học thôi các bạn ơi, chứ không có kiểu như là mình chủ này nè, cũng như bạn này này. Bạn này ở sau có cái mặt bé panda này. Wow, dễ thương như kìa. Rồi, thôi kệ đi, giờ mình sẽ tập trung vào làm bài không thôi thầy lại la ấy. Mình mà không chịu làm bài lo ngắm mấy bạn nữ là bị thầy la ngay. Đó, cho nên thành ra phải tập trung làm nha. Bạn nào vô trường này mà kiểu như là lơ là sẽ bị phạt ấy. Hình phạt thì mình chưa biết tại vì đó giờ mình chưa bị phạt các bạn ơi, mình mới vào mà. Rồi được 10 cái rồi, cố lên 5 cái nữa thôi, 5 cái nữa thôi. À, hình như là mình hết trứng các bạn ơi, mình sẽ lấy thêm ít trứng nha. Rồi. Đó, tầm này là đủ rồi đấy. Còn 5 cái nữa. Úp, yeah, còn 4 cái thôi. Nãy giờ cũng mười mấy vòng rồi mà chưa xong. Hy vọng sau này thầy sẽ dời bé bò lại đây ấy, để chúng ta có thể lấy sữa nhanh hơn. Chứ đi tới đi lui gì này mất thời gian quá à. Với lại đây phải chèo cầu thang nữa. Mình rất là mỏi khi chèo cầu thang luôn các bạn ơi. Bạn này như bạn cá sấu này. Wow, sợ quá. Ui, bạn ấy có đuôi luôn. Hay nha. Hồi nãy có bạn mũ rơm nữa, nhưng mà bạn mũ rơm hình như là đi về rồi, bạn ấy về sớm hay sao rồi. Wow, kìa bạn có bạn tóc vàng kìa. Bạn tóc vàng dễ thương chưa kìa. Thôi giờ tập trung. Không được lơ là. Đó, không thôi thầy đó tì la ấy. Thấy thầy ở trên vậy thôi chứ mình làm gì là thầy biết hết trơn à các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ làm cái cuối cùng nha, để hoàn thành hết cái nhiệm vụ trong ngày hôm nay đã. Đó, một ngày thì thầy yêu cầu mình ấy là phải hoàn thành ít nhất là 5 bài tập. Đó, trong khi ngày hôm nay mình làm tới bài tập thứ 7 rồi. Đó, chắc chắn thầy sẽ khen mình nữa này. Đó. Yeah. Rồi, để mình coi bài tập ngày mai là gì nha. Wow, bài tập ngày mai hơi bị khó các bạn ơi, tại vì mình cần phải làm 25 cái bánh kem, 25 cái bánh bí và 25 cái khối dưa hấu. Thầy hy vọng mình sẽ nhớ và làm nó. Ngày mai là một ngày mệt cho mình đây. Ok, chắc bây giờ mình sẽ tìm đường đi ra bên ngoài cổng trường rồi đi về thôi các bạn ơi. Đó. Rồi ok, lên đây mình sẽ chào mấy bạn ở trong đây cái đã. Tại vì lúc mới vào mấy bạn ấy cũng chào mình mà. Ok, bye bye mấy bạn nha. Ở đây là wow, bạn này bạn nữ nhưng mà bạn ngầu ơi chưa. Ở đây có bạn nữa nè. Bạn này dễ thương cực luôn các bạn ơi. Ở đây có một bạn nữa nè. Bạn này nè, bạn hiệp sĩ này. Ok, bye bye bạn nha. Bye bye bạn. Bye bye bạn nha. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về thôi các bạn ơi. Ra nhà xe rồi bắt xe về thôi.
Như vậy thì mình đã trải qua một ngày học đầu tiên ở ngôi trường My Villager này rồi. Nếu các bạn muốn xem những buổi học tiếp theo của mình thì đừng quên ấn like video cũng như là ấn subscribe để ủng hộ cho mình làm tiếp nha các bạn. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn những buổi học tiếp theo. Bye bye.